Thôn Vệ Tinh không tập 320 và tập 321 tên điên. Đao Hà Vương, thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Không gian phạm vi bán kính một vạn km như ẩn như hiện những hoa văn tế tự giải rác khắp nơi. Những chỗ hư không bị hoa văn tế tự lan ra, sóng không gian hoàn toàn đình chỉ. Cảnh này làm cho huyết thú vương, trọng tiễn vương vừa gấp vừa sợ, chuyển âm hét to. Từ Trung Vương, người không phải nói nhân loại này thực lực rất yếu, thuấn di phong tỏa không gian đều không biết gì sao hoa văn kỳ bí này tử trung vương nhìn quanh cả kinh đúng là những hoa văn tế tự thần bí trong tế tháp nhất định là trong bảo tàng tế tháp có dấu một vũ khí đặc thù nào đó có thể làm hắn vốn chỉ một nhân loại không hiểu phong tỏa không gian lại có thể thi triển ra phong tỏa không gian việc này quả thực quá khó tin nhân loại dương này thật ra không biết phong tỏa không gian các người phát hiện trong hư không chung quanh thoáng có hiện lên những hoa văn tế tự không tử trung vương truyền âm nói cái đó rất giống những điều khắc hoa văn kỳ bí thử cúng ở diễm tế đại lục, hắn nhất định đã chiếm được vũ khí đặc thù nào đó mới có thể làm được như vậy. Không biết phong tỏa không gian cũng có thể dựa vào vũ khí thì triển ra phong tỏa không gian. Huyết thú vương, trọng tiễn vương cả kinh, lập tức vừa hưng phấn vừa tham lam. Loại binh khí này giá trị vô cùng vô tận, tuyệt đối xem như bảo vật. Lãi rồi! Liều mạng, giết chết nhân loại này, chỉ cần một món bảo vật này, chúng ta xem như thu hoạch vô tận rồi. Nói đến thì chậm, kỳ thực từ khi ba người âm thầm trao đổi với nhau, đồng thời sát ý dâng lên, thì trọng tiễn vương, huyết thú vương, tử trung vương lập tức đã như chớp bay về phía La Phong, như muốn hợp lực đánh chết La Phong ngay. Đương nhiên nói về tốc độ, thì hai vị phong vương cực hạn là trọng tiễn vương, huyết thú vương vượt xa tử trung vương. Đến đây đi! La Phong rung lên hai cánh màu bạc, hóa thành một luồng ánh sáng quanh co, tới gần tử trung vương. Tam đại cường giả đều bay về phía La Phong sát ý ngập trời. Dương, người chết chắc rồi. Tử Trung Vương há hoác miệng lộ ra nụ cười có vẻ hưng phấn. Rất tốt, rất tốt, phi thường tốt, cứ như vậy. La Phong cảm ứng tam đại cường giả đang tới gần mình, đột nhiên nụ cười nở rộ. Đúng là lúc này. La Phong lật tay. Trong tay xuất hiện hai viên tinh thể đỏ rực thoáng bốc lên những vầng sáng màu đen. Hai viên tinh thể màu đen này thoạt nhìn có hình cầu, trên thực tế lại có tới 10.081 mặt cắt. Hoa văn kỳ bí quy luật không gian cố định trên đó là mỗi viên tinh thể màu đen đều ẩn chứa năng lượng, không tưởng tượng nổi làm người ta ớn lạnh. Hắn lấy ra cái gì thế? Huyết thú vương độc nhãn sáng ngời, lập tức quan sát, ba người họ đều thuộc trận doanh tộc cơ giới, còn nguyên tinh chính là do tộc cơ giới chế tạo, khá bình thường. Mặc dù họ tích tiền không mua, nhưng đối với cấp bậc các nguyên tinh, họ vẫn có thể liếc mắt là nhận ra. Vừa nhìn cảnh này, hắn đã hồn phi phách tán. Trời! Là! là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lại là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất trong con mắt độc nhất của huyết thú vương đầy vẻ hoảng sợ liền lập tức khựng lại muốn quay đầu chạy đi là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất trọng tiễn vương cũng thấy rõ cảnh này cũng trong nháy mắt ngẩn ra rồi sau đó hắn không chút do dự lập tức muốn quay đầu chạy trốn cái gì tử trung vương đang hưng phấn chờ mong thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt sau đó cũng bất chấp mọi thứ khác lập tức muốn quay đầu chạy trốn tên điên quả thực là một tên điên đó là hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất huyết thú vương trong lòng gầm lên đến cả cường giả phong vương cực hạn nếu đứng trước mặt nó cũng có thể ngã xuống hơn nữa duy nhất một lần xuất ra hai viên một khi nổ tung ra cho dù không chết cũng thảm tới mức không thể thảm hơn được đây là một viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất giá trị cũng cả ngàn ước đơn vị du lam hai viên là hai nghìn ước đơn vị du lam sao hắn lại đưa ra được hắn làm sao dám đưa ra chẳng lẽ hắn không sợ hắn tự mình cũng bị chết theo sao chạy trốn đó là một tên điên tử trung vương nhân loại mà người muốn đối phó là một tên điên trọng tiễn vương truyền âm gầm lên chạy trốn tử trung vương cũng nghiến răng la phong để xuất ra hỏa thần nguyên tinh hình thái mạnh nhất đã dựa vào nhiều thủ đoạn mới có thể làm năng lượng bên trong hỏa thần nguyên tinh ổn định hơn để mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh la phong vốn có thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ cũng phải bỏ ra gần 300 trăm đơn vị hỗn nguyên mới có thể mua được một viên như trọng tiễn vương huyết thú vương tử trung vương không phải bản tộc tộc cơ giới muốn mua hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đích xác cần có một ngàn ước đơn vị du lam năm đơn vị hỗn nguyên ước bằng hai đơn vị du lam lúc trước tử trung vương xuất ra hỏa thần nguyên tinh giá trị cả trăm ức hỗn nguyên tương đương với ba lần phong vương đỉnh cao tự bạo còn bây giờ viên mà la phong xuất ra lại tương đương 10 lần uy lực của một phong vương đỉnh cao tự bạo thậm chí còn tồn tại một xác suất nhất định dù phong vương cực hạn cũng ngã xuống hơn nữa lần này la phong lại xuất ra tới hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất từ trung vương cho dù có chuông tím có thể làm suy yếu chín phần lực công kích nhưng từ trung vương cũng chỉ là một phong vương đỉnh cao làm sao dám mà ngạnh kháng chạy trốn chạy trốn chạy trốn huyết thú vương trọng tiễn vương từ trung vương trong lòng gầm lên mỗi người đều hận không thể thuấn gì họ lúc này mới biết được tên nhân loại cánh bạc ghê tầm đó tại sao trước hết phong tỏa không gian hiển nhiên là để cho họ không thể trốn thoát. Không còn kịp rồi. La Phong tùy ý ném hai mạnh hỏa thần nguyên tinh về hai phương hướng. Ngay khi ném, hắn cũng kích nổ hỏa thần nguyên tinh. Ba người bọn huyết thú vương không dám dừng lại, vừa mới quay đầu chạy trốn, thì hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung, y như trăm vạn hàng tinh trong nháy mắt nổ tung. Hai luồng hào quang nóng rực trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt được sinh ra. Hai luồng hào quang ngưng tụ thành luồng sáng có năng lượng đáng sợ vô cùng không gian trong nháy mắt bị một luồng nóng rực hóa thẳng thành những luồng hạt cơ bản nhất đến cả vô số mảnh vỡ không gian trong bức tường kép không gian cũng bị hòa tan tên điên tên điên tên điên huyết thú vương trong lòng gầm lên hắn chẳng lẽ không sợ chết sao chẳng lẽ hắn tự tin hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung ngay trước mặt mà còn có thể sống à không huyết thú vương gầm khẽ một tiếng ầm phía sau hắn đột nhiên thoáng xuất hiện một ảo ảnh dã thú khổng lồ đó là một con dã thú kỳ dị Toàn thân phủ kín lông, đôi mắt đỏ như máu kỳ dị ẩn chứa tinh không vô tận. Lúc này Huyết thú vương hiển nhiên đã liều mạng đem hết toàn lực, đem tất cả năng lực bảo vệ tính mạng trong nháy mắt thi triển ra, hắn không muốn chết như vậy. Đồng thời, luồng hào quang vô tận hủy thiên diệt địa, trắng lóa huy hoàng chói mắt không một chỗ hở đã bao phủ lấy Huyết thú vương. Tên tử trung vương rốt cuộc trêu vào đối thủ cái dạng gì thế này, chẳng lẽ đối thủ này muốn liều chết sao, nhất định muốn tự tử à? Trọng Tiễn vương cũng lửa giận bừng bừng trong lòng khó chịu mặc cho hắn có rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn chưa kịp xuống tay với la phong thì hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất đã nổ tung rồi ta muốn sống phải sống trọng tiễn vương trong lòng gầm lên nếu không chỉ có thể đợi đến một tương lai xa xôi mới có thể được làm cho sống lại một khi được tộc cơ giới làm sống lại cũng như phải bán mạng cho tộc cơ giới rồi vô thanh vô tức hào quang trắng lóa huy hoàng trong nháy mắt bao phủ lấy trọng tiễn vương hắn hắn sao điên cuồng như vậy phòng ngự rất mạnh ư chẳng lẽ hắn có pháo đài tinh không căn cứ thần linh có thể trốn vào bên trong căn cứ thần linh căn cứ thần linh dù cho là vũ trụ tôn giả cũng mua không nổi hắn không thể có được hắn chắc có bảo vật phòng ngự nhưng dưới hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất tự bạo làm sao có thể sống chứ ta phải chống chọi được sau đó sẽ giết hắn sau rồi đoạt lấy bảo vật thủ đoạn của ta còn chưa thi triển mà tử trung vương khó chịu vạn phần lần này hai cường giả phong vương cực hạn tiến lên chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch thôi hắn có tính cách thích cho các cường giả khác làm bia đỡ đạn lúc trước khi tìm kiếm bảo tàng tế tháp cũng như thế hắn đầu tiên chấp nhận dưới tay thương kim vương sau đó cảm thấy không ổn liền dụ dỗ các cường giả khác chiến đấu với thương kim vương cuối cùng hắn mới xuống tay lần này cũng giống như vậy hắn cho hai phong vương cực hạn lên trước trước hết buộc la phong lấy ra át chủ bài rồi tính tiếp nhưng át chủ bài la phong vừa ta đã quá dọa người hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất ta phải chống đỡ Chiếc chuông tím sặc sỡ ngoài thân tử trung vương thoáng hiện lên, đồng thời trong cơ thể cũng ẩn hiện lưu quang màu bạc. Đồng thời, màn hào quang sáng chói hủy thiên diệt địa cũng bao phủ lấy nó. Ba người tử trung vương đều không ngờ La Phong lại điên cuồng như vậy, vừa tới đã tàn nhẫn như vậy. Hỏa thần nguyên tinh mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là chẳng phân biệt được địch ta, trong hư không có thể nói trong phạm vi vài vạn km đều là phạm vi vụ nổ mạnh nhất. La Phong tự nhiên cũng bị tập kích màn hào quang sáng rực huy hoàng cũng bao phủ cả la phong trong thiên địa một khoảng yên tĩnh một khoảng bạch quang trói mắt bao phủ phạm vi ngàn vạn km tất cả mặt đất đá sỏi cung điện dưới đất tất cả đều hóa thành những hạt cơ bản nhất hồi lâu sau sự yên tĩnh mới nghênh đón những tiếng ầm ầm liên tục sóng xung kích vô hình lan ra bốn phương tám hướng đánh bay những hòn sơn mạch xa xa xé nát mặt đất ngàn vạn km ngoài xa thành những hẻm núi dài rằng dặc nhân loại nhân loại người chết chắc rồi Người chết chắc rồi, trong chiếc chuông cổ kính, tử trung vương đang gầm lên trong lòng. Hắn trong nháy mắt đã bị chấn thành bụi. Tuy nói chuông cổ có thể ngăn cản chín phần lực công kích, nhưng dù sao cũng là hòa thần nguyên tinh mạnh nhất, có xác suất nhất định giết chết cả phong vương cực hạn. Cho dù suy yếu chín phần, nhưng gặp viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung, hơn nữa đám tử trung vương đều nằm trong phạm vi vụ nổ mạnh nhất, tự nhiên là trong nháy mắt bị hoàn toàn chấn vỡ, một bộ phận bất hủ thần thể hoàn toàn bị chôn vùi. Thần thể tổn thất trên 50%. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn sống sót. Ta không chết, ta không chết, tử trung vương trong lòng gầm lên, trong trung cổ, hắn bắt đầu ngưng tụ thần thể, ta không chết, nhất định người phải chết. Veo, một luồng lưu quang màu bạc quanh co xé ngang qua thiên địa, bay thẳng xuống phía dưới chuông cổ. Chính là La Phong mặc tướng giáp đang sang ra hai cánh màu bạc nhanh như chớp bay tới. La Phong lúc này trong tay cầm một thanh chiến đao, trên lưỡi dao thoáng có ánh tử quang, hiển nhiên chính là độc ảnh chiến đao. Gì? La Phong một đao luồn thẳng xuống phía dưới trung cổ, đâm vào tử trung vương đầy mảnh vỡ còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thần thể. Tử trung vương, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. La Phong nhìn bất hủ thần thể thoáng sắp ngưng tụ, truyền âm nói. Nọc độc phí ma trên huyết ảnh chiến đao nhất thời điên cuồng ăn mòn thần thể tử trung vương. Nọc độc phí ma, có lẽ xâm thực bất hủ thần thể của một cường giả phong vương cực hạn, thì phiền phức một chút, nhưng ăn mòn một phong vương đỉnh cao, đặc biệt là ăn mòn một phong vương đỉnh cao tổn thất trên 50% bất hủ thần thể, thì trong nháy mắt thần thể đó sẽ bị băng giải chôn vùi. Từ trung vương bị hỏa thần nguyên tinh nổ tung thành bụi, vừa mới ngưng tụ, chợt phát hiện la phong sông tới, hắn hoàn toàn ngẩn ra. Sao có thể như vậy? Thần thể ta bị chấn nát lập tức ngưng tụ ngay. Thời gian cực ngắn mà, hắn sao mà ngay thời điểm mấu chốt này lại chạy tới kịp? Trừ phi, hỏa thần nguyên tinh nổ mà không chấn vỡ thần thể hắn, việc này căn bản là không thể. Còn sự thật thì đúng là như vậy, vụ nổ không chấn vỡ được thân thể La Phong. Lúc trước, ở tế tháp, tộc lão Bắc xích tạp tự bạo trong bảo tàng thất khép kín, La Phong vẫn có thể ngạnh kháng được. Hỏa thần nguyên tinh có uy lực nổ gấp 10 lần Bắc xích tạp tự bạo. Bảo tàng thất lúc trước còn khép kín, có lúc này vụ nổ diễn ra trong hư không vô tận, lan ra cả vạn km. Xét về hoàn cảnh, hoàn cảnh khép kín tự nhiên có thể tạo thành uy lực mạnh hơn. Lúc trước vẻn vẹn chỉ có bác xích tạp một mình tự bạo, lúc này có tới hai viên hỏa thần nguyên tinh hai thứ tổng hợp lại hai viên hỏa thần nguyên tinh nổ tung uy lực cũng gấp 10 lần bác xích tạp tự bạo trong bảo tàng thất khép kín lúc trước ma vân chiến y la phong là phong hầu đỉnh cao mức cứng rắn sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại bây giờ ma vân chiến y đã là phong vương sơ cấp mức cứng rắn sánh ngang với phong vương cao cấp nhân loại rồi trải qua thí ngô vũ dực tướng giáp hai tầng làm suy yếu chỉ còn khoảng một phần ngàn uy lực tương đương với phong vương sơ cấp tự bạo với phòng ngự của ma vân chiến y sánh ngang với phong vương cao cấp tuy miễn cưỡng cũng chấn vỡ ma vân chiến y nhưng đã tiêu hao hầu như không còn gì thậm chí còn không thể làm cho ma vân chiến y hoàn toàn bị chấn thành mảnh vỡ so với tế tháp vụ nổ cũng tăng lên thập bội nhưng ma vân chiến y của ta cũng mạnh lên rồi mỗi người các ngươi bị chấn thành bụi nhưng ta lại không sao cả là phòng ngạnh kháng cú công kích nói đúng ra ngạnh kháng sóng xung kích dưới sự bảo vệ của thí ngô vũ dực tướng giáp ma vân chiến y chỉ cần ma vân chiến y có thể chống đỡ thì la phong tự nhiên không việc gì cả la phong căn bản là dễ dàng ngạnh kháng được hơn nữa khoảng cách với tử trung vương cũng chỉ vài km hai cánh vừa rung lên tự nhiên đã lướt tới trước người tử trung vương thần thể tử trung vương vừa bị chấn thành bụi đang ngưng tụ dựa theo kế hoạch từ trước la phong sẽ xuất ngay ra độc ảnh chiến đao cho hắn một đao một đao này thật sự tàn nhẫn hắn sao tới chỗ ta nhanh như vậy tử trung vương còn đang đầy nghi hoặc đã phát hiện ra La Phong một đao đâm tới. Trong lòng hắn lúc này chỉ cười chế diễu hỏa thần nguyên tinh cũng không thể giết chết ta. Một đao của ngươi cũng chẳng thể làm cho thần thể ta vỡ vụn, thật sự là quá. Phốc! Một đao đâm vào. Độc ảnh chiến đao đâm vào bất hủ thần thể của tử trung vương vốn còn đầy vết nứt. Độc phí ma trong nháy mắt bắt đầu xâm nhập vào. Không! Tử trung vương bị độc tính một nọc độc phí ma làm sợ ngây người. Hắn muốn làm thần thể chia lìa ra. Nhưng... Đã chậm cường giả phong vương cực hạn cần 100 khắc độc mới có thể chết được, nhưng cường giả phong vương đỉnh cao chỉ cần 10 khắc độc độc có thể giải quyết xong. Còn bình thường khi bị đâm trúng một đao, phản ứng dù nhanh tới mấy, bình thường cũng sẽ bị chừng 0,3 tới 0,8 khắc nọc độc, độc xâm thực vào trong cơ thể. Thần thể tử trung vương chỉ còn lại không tới 50%, 0,72 khắc nọc độc, độc trong nháy mắt dung nhập vào những mảnh vỡ trong cơ thể, truyền vào từng mảnh vỡ trên thần thể, xâm thực từng tế bào, tử trung vương căn bản không thể ngăn cản. Hết rồi, từ trung vương trong nháy mắt đã hiểu ra, rốt cục, ta phải chết rồi. Ý thức vừa mới không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, thì tử vong đã tới. Ý thức từ trung vương nhanh chóng nối liền vào thế giới giả định. Trong thế giới giả định, tin nhắn số lượng lớn, tin nhắn số lượng lớn. Từ trung vương dùng ý thức hình thành thân thể, đứng trong nhà mình, gầm lên. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ một vòng là có thể xử lý được nhân loại dương. Nếu không được, gặp phải tình huống khó xử lý quá sẽ kéo theo vô số cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới xuống nước với hắn, hắn sớm đã chuẩn bị những tin nhắn số lượng lớn, đến cả địa chỉ tọa độ cũng đã xin, mời được viết chi tiết, chính là địa chỉ hang động lúc trước của hắn. Dao dao dao, những tin nhắn như mưa rơi trong nháy mắt đã phát ra, hàng loạt các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới, làm các cường giả phong vương đều giật mình. Nhân loại đó dương xuất hiện rồi à? Ở chỗ đó sao? Bảo tàng tế tháp. Ha ha ha. Hàng xuất hiện rồi vô số cường giả phong vương nhận được tin nhất thời xôi trào lên mặc dù họ đều kích động vô cùng nhưng đã là cường giả phong vương thì không ai ngu ngốc cả cũng không thể vừa nhận được một tin nhắn liền lập tức thuấn di tới thẳng vị trí tọa độ đó thứ nhất số có thể thuấn di là cực nhỏ thứ hai nếu là bị giam hãm thì làm sao do đó trong số họ có rất nhiều cường giả phong vương tự nhiên bắt đầu liên thủ một đám phong vương cùng tới có những cường giả khác thực lực mạnh cho dù bị giam hãm cũng không sợ ha 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 ha, ha cảm giác thấy ý thức đang tán loạn tử trung vương lại ngừng đầu phát ra một tràng cuồng tiếu tiếng cười điên loạn hắn tử trung vương tự cho mình là siêu phàm nhờ kỳ ngộ tìm được chiếc chuông của thần bí lại càng nhờ vào chuông cổ này giết chết hai cường giả phong vương cực hạn cùng với mấy phong vương đỉnh cao ở trì chủy tộc tuyệt đối xem như một nhân vật rất cường đại trong lòng hắn còn tồn tại mong muốn trở thành vũ trụ tôn giả khát vọng lên tới bằng các nhân vật vĩ đại Xong. cũng vì chọc vào nhân loại đó dương tuy hắn chuẩn bị rất nhiều phương án nhưng tất cả đều chưa kịp thi triển hỏa thần nguyên tinh nổ tung thêm vào nọc độc phí ma đã chôn vùi tính mạng hắn bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất ta chết rồi người cũng đừng mong sống dễ chịu tử trung vương gầm lớn một tiếng hức thân thể do ý thức hình thành như bọt nước trong nháy mắt đã tan biến cũng vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa hắn tuy thuộc trận doanh tộc cơ giới nhưng vũ trụ tri chủ của tộc cơ giới cao cao tại thượng tương lai có lẽ sẽ làm sống lại hàng loạt cường giả nhưng đối với chỉ chủy tộc nhiều nhất cũng chỉ cứu sống lại những cường giả phong vương cực hạn của chỉ chủy tộc thôi cho dù ngẫu nhiên gặp vận khí tốt tử trung vương được cứu sống nhưng cũng vì tử trung vương luyện hóa trước chuông tím nên chuông tím sẽ ảnh hưởng tới việc cứu sống này quy luật vận chuyển vũ trụ bởi vậy sẽ phản vệ sinh ra thậm chí không thua gì cứu sống một vũ trụ tôn giả do đó vũ trụ chi chủ một khi phát hiện tử trung vương mang theo chuông tím khẳng định sẽ tự động bỏ qua việc cứu sống hắn ôm trọng bảo ngã xuống ngược lại càng khó sống lại còn nếu muốn phục hồi trọng bảo sắp bị hủy lại như cũ thì cái giá e rằng gấp hàng chục hàng trăm lần bản thân trọng bảo cho dù không phục hồi trọng bảo được như cũ chỉ cần bản thân trọng bảo đó vẫn còn tồn tại cũng làm việc cứu sống khó khăn gia tăng lên một bậc hắn tử trung vương có chuông tím nên nhất định không thể sống lại trừ phi vũ trụ chi chủ nguyện ý thừa nhận cái giá kinh người như vậy tử trung vương lúc này đã ngã xuống ở những khu vực xa xôi khác trên diễm tế đại lục rất nhiều cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới đều thông qua thế giới giả định trò chuyện sau đó liên hợp nhau vù 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 những cường giả có năng lực thuấn di mang theo đám cường giả phong vương đồng đội tới vị trí đó an mộng vương tin tức đột nhiên truyền ra hơn nữa đều do tử trung vương phát hiển nhiên là phát tin theo nhóm cho cường giả trận doanh tộc cơ giới, không biết có âm mưu gì. Một đám tướng mạo khác nhau là các cường giả phong vương đến từ các tộc quần đang tập sữa không chung, điển chung duy nhất là cùng một trận doanh tộc cơ giới. Không biết chừng có bẫy gì. Nhưng cũng có thể là thật. Một đám phong vương truyền âm nói chuyện, đột nhiên một thần linh bất hủ thấp bé, toàn thân đầy đá hô. Ta thử liên lạc với tử trung vương, hệ thống thế giới giả định báo lại cho ta biết, tử trung vương đã ngã xuống rồi đã ngã xuống chết rồi à vốn đám cường giả phong vương còn hoài nghi lúc này vội thử xem hệ thống thế giới giả định đích xác báo lại là từ trung vương đã ngã xuống tin này làm họ khá tin vào những mẩu tin được truyền bá lúc trước hệ thống thế giới giả định xác nhận từ trung vương ngã xuống đại biểu cho việc lúc đó từ trung vương đang nối liền với thế giới giả định như vậy thế giới giả định cũng đã dò xét được tất cả tất cả phải được tìm hiểu kỹ mới có thể hoàn toàn xác nhận như vậy như chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác không mở ra hệ thống vũ trụ giả định một mình tự thân lẳng lặng ngã xuống hắn ngã xuống cả vạn năm e rằng ngoại giới cũng chẳng biết mau mau xuất phát tử trung vương đã ngã xuống rồi khẳng định chiến đấu rất thảm liệt một đám phong vương lập tức kích động gào lên nhưng trận doanh tộc cơ giới chúng ta khẳng định có vô số cường giả chạy tới đó chúng ta có rất nhiều cường giả không sợ tên nhân loại đó chúng ta cứ thuấn gì tới vị trí lệch khỏi tọa độ đó vài chục vạn km cho dù phiền phức một chút nhưng cũng an toàn đi vèo nhóm cường giả này nhất thời thuấn di hư không tiêu thất chạy tới chiến trường mặc dù trong số họ thực lực mạnh yếu khác nhau thậm chí cũng có cả phong vương sơ cấp nhưng họ cũng không sợ vì ít nhất trận doanh sẽ không tàn sát lẫn nhau chỉ cần rất nhiều cường giả liên thủ tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều huống chi giết một phong vương tuyệt nhiên không phải là một việc dễ dàng gì họ cho rằng từ trung vương đã ngã xuống vậy địch quân khẳng định phải trả giá không nhỏ mới làm được trên diễm tế đại lục, thậm chí ở những ngôi sao xa xôi. Các cường giả phong vương trận doanh tộc cơ giới bắt đầu thuấn di chạy tới chỗ chiến đấu. Đương nhiên các cường giả phong vương ở diễm tế đại lục là tới trước nhất. Về phần những người ở các ngôi sao xa xôi thì phải trước tiên tìm tìm một nơi an toàn, sau đó mới dùng thần quốc truyền tống. Cuối cùng lại thuấn di đến mục tiêu, e rằng mất nhiều thời gian. Nơi chiến đấu, không gian vũ trụ vỡ nát đang điên cuồng khôi phục. Mắt thường có thể nhìn thấy không gian đang nhanh chóng kéo dài ra rồi khôi phục lại. Hừ Huyết thú vương gầm khẽ một tiếng, thân thể hoàn toàn ngưng tụ. Bất hủ thần thể tổn thất tới 42%, tới năm tháng nào mới có thể khôi phục. Trong con mắt duy nhất của huyết thú vương đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng, thần thể tổn thất. Linh hồn cũng tổn thất. Tổn thất như vậy một là phải dựa vào năm tháng dài đằng đẵng từ từ khôi phục. Hai là dựa vào vài bảo vật đặc thù trong vũ trụ trợ giúp. Những bảo vật ấy vô cùng chân quý, họ làm sao mua nổi. Bất hủ thần thể của ta tổn thất 59% trọng tiễn vương bi thảm hơn nữa thực lực ta không bằng một thành lúc trước cho dù một cường giả phong vương đỉnh cao cũng có thể áp chế ta tuy nói hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất có xác suất nhất định làm cho cường giả phong vương cực hạn ngã xuống nhưng ai không có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ những chiến y đặc thù của họ có lẽ không nghịch thiên tới mức làm suy yếu chín phần nhưng suy yếu hai thành ba thành thì vẫn làm được rồi kết hợp với sinh mạng thực vật sinh mạng kim loại vân vân cường giả phong vương cực hạn cơ hồ mỗi người ai cũng đều có cả cho dù như thế, hai người bọn họ vẫn tổn thất vô cùng thảm trọng. Còn ở bên kia, La Phong giáp bạc cánh bạc cầm huyết ảnh chiến đao, băng dài nhìn tử Trung Vương, đã bị chôn vùi, lưu lại những hàng loạt bảo vật như nhẫn thế giới, binh khí, chiến giáp, chuông tím, bảo vệ tay, rồi toàn bộ thu cả vào nhẫn thế giới của mình. Tử Trung Vương, cảm ơn nhé, La Phong. Ờ, La Phong quay phát đầu lại, xa xa cách đó cỡ vạn km, không gian chấn động mạnh, vài chục cường giả phong vương đến từ các tộc quần đột nhiên xuất hiện theo sau là từ các phương vị khác không gian cũng rung động lần lượt những đám cường giả phong vương trên diễm tế đại lục bắt đầu liên tiếp tới đây giữa không trung cách đó vài vạn km vài chục cường giả phong vương nhóm đầu tiên vừa tới lúc này cả huyết thú vương trọng tiễn vương la phong đều động thần thể ta tổn thất 42%, còn tên nhân loại lại có thể ngạnh kháng vụ nổ hòa thần nguyên tinh nghịch thiên như vậy quả thực khó tin nếu hắn ném thêm một viên hỏa thần nguyên tinh nữa ta e rằng phải ngã xuống ở đây vì bảo tàng tế tháp mà bỏ luôn mạng mình thì căn bản không đáng huyết thú vương tốc độ tăng lên đến cực hạn muốn xông ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian chạy trốn trọng tiễn vương thực lực bị hao tồn còn nghiêm trọng hơn cũng lựa chọn như vậy hai người họ đều sợ hết hồn vì vụ nổ một cú nổ hủy thiên diệt địa hai viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất bằng hai nghìn ước đơn vị du lam trong nháy mắt đã tan thành cho bụi uy lực như vậy cũng để làm họ phải sợ hãi. Có thể thoát khỏi đợt đầu, nhưng họ không tự tin một lát nữa nghênh đón được lần thứ hai. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng bay về một phương hướng khác nhau. Nhân loại này chỉ có một người, hắn nhiều nhất là đuổi theo một trong hai chúng ta. Phạm vi không gian phong tỏa cũng chỉ có chừng đó, nhất định hắn không có cách nào đuổi theo hai mục tiêu. Trọng tiễn vương, huyết thú vương đều nghĩ như vậy. Không gian bán kính một vạn km đối với La Phong, trọng tiễn vương, huyết thú vương đều rất nhỏ chỉ cần một giây là có thể xông ra ngoài nếu La Phong hơi chậm chân một chút đối phương có thể bỏ chạy mất nhưng La Phong thực lực đạt tới cấp độ này thời điểm mấu chốt như vậy làm sao mà bỏ mất cơ hội chứ Trọng Tiễn Vương xem ra tổn thất lớn hơn đối phó với hắn vậy vèo hai cánh rung lên La Phong truy về phía Trọng Tiễn Vương ha ha Quyết Thú Vương và La Phong phi hành theo hai phương hướng khác nhau tự nhiên là dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian ta không ở đây nữa huyết thú vương liếc mắt nhìn vài chục cường giả phong vương xuất hiện xa xa đều có vẻ rất kinh ngạc lạnh lùng cười đám gia hỏa này cầu cho tên nhân loại đó phát điên một lần nữa phát điên thêm một lần nữa là cả đám với chút thực lực như vậy làm sao có thể hề hà đắc ý được nữa hòa thần nguyên tinh mạnh nhất nổ tung chậm sẽ phát sinh biến cố huyết thú vương không dám dừng lại soát hắn lập tức hư không tiêu thất đã thuấn di đi xa rồi trận doanh tộc cơ giới nhóm người vài chục cường giả phong vương an mộng vương vừa mới đến thấy cảnh này đều khiếp sợ kinh ngạc chỉ thấy ngàn phạm vi mặt đất sơn mạch hồ nước mây mù băng tuyết vạn km vô tận toàn bộ đều biến mất không thấy chỉ còn lại có hư không phạm vi ngàn vạn km dư âm vụ nổ đáng sợ lúc trước vẫn còn vang vọng trong phạm vi ngàn vạn km này chỉ cần ảnh hưởng còn lại cũng làm cho vài chục cường giả phong vương phải sợ hãi cái càng làm họ kinh ngạc hơn chính là hai vị phong vương cực hạn cùng trận doanh là trọng tiễn vương huyết thú vương vốn là những nhân vật cường đại vô cùng trong mắt họ lại điên cuồng tách ra chạy trốn huyết thú vương chạy trốn ra ngoài rồi thuấn di biến mất luôn còn huyết thú vương thì đang bị một nhân loại giáp bạc cánh bạc truy sát nơi này rốt cuộc xảy ra việc gì thế điên rồi việc này vài chục cường giả phong vương choáng váng cảnh mà họ vừa thấy trước mắt thật sự quá quỷ dị rốt cuộc công kích như thế nào mà làm phạm vi ngàn vạn km hóa thành hư vô tất cả đều biến mất công kích này vô cùng đáng sợ cho dù cường giả phong vương cực hạn cũng không làm được tới mức này quá điên cuồng chẳng trách tử trung vương ngã xuống rốt cuộc xảy ra việc gì đây hai người huyết thú vương trọng tiễn vương đều là phong vương cực hạn sao chật vật như vậy chứ huyết thú vương chạy mất trọng tiễn vương đang bị truy sát họ hoàn toàn ngẩn ra chỉ thấy xa xa giữa không trung lại xuất hiện một nhóm cường giả phong vương nữa tiếp theo những cường giả phong vương cứ lần lượt xuất hiện giữa không trung những đám cường giả phong vương liên tiếp tới đây tổng số lượng chẳng mấy chốc đã trên 100 người nhưng khi họ đến ai cũng hoàn toàn tròn mắt kinh ngạc căn cứ vào dư âm vụ nổ cùng hư không ngàn vạn km họ có thể phán định chuẩn xác ra công kích lúc trước đáng sợ ra sao hoàn toàn có thể diệt sạch bọn hắn còn cảnh trọng tiễn vương đang bị truy sát cũng làm họ phải run sợ chuyện gì thế an mộng vương trọng tiễn vương làm sao lại bị truy sát Phía sau, một tên phong vương vừa đến nghi hoặc hỏi. Không chỉ riêng là trọng tiễn vương bị truy sát, lúc nãy huyết thú vương sợ tới mức thuấn di đi mất rồi. Huyết thú vương cũng bỏ chạy á, hắn không phải là hảo hữu của trọng tiễn vương sao? Ai biết, tử trung vương đã ngã xuống rồi, ta bây giờ cảm thấy lần này tựa hồ phiền phức rất lớn. Các vị, ta cảm giác không ổn, xin đi trước một bước. Vèo, lúc này đã có một cường giả phong vương đỉnh cao thuấn di rời khỏi đây. Dỡ nà! có thể sống đến giờ, có thể trở thành phong vương, người nào mà không phải nhanh trí vô cùng. Huyết thú vương cũng bỏ chạy, trọng tiễn vương bị truy sát, từ trung vương đã ngã xuống rồi, còn phạm vi ngàn vạn km đều trở thành hư không, sơn bạch thổ địa đều không thấy dấu vết, cho thấy một điểm, nơi này vô cùng nguy hiểm. Phong vương cực hạn mà cũng ngã xuống, thực lực họ thua xa, nếu sáng suốt, tự nhiên sẽ mau mau bỏ đi. Xem kìa! Trọng tiễn vương nguy hiểm rồi. Đám phong vương Vừa đến hơi không hiểu lắm, thấy cảnh chiến đấu xa xa cũng kinh ngạc đến ngây người. La Phong trong hai mục tiêu đã tuyển ra một cái để truy sát Trọng Tiễn Vương, vì thân thể của Trọng Tiễn Vương tổn thất rất lớn, bình thường tổn thất 50% thân thể, thực lực chỉ còn lại có một thành, phải biết rằng thân thể vừa mới bắt đầu tổn thất một ít thì không ảnh hưởng gì lớn tới thực lực, nhưng càng về sau, ảnh hưởng thực lực lại càng tăng lên tới kinh người. Tổn thất trong vòng 10% cơ hồ không ảnh hưởng tới thực lực tổn thất trong vòng 30%, thực lực chỉ còn lại có 5 thành. Tổn thất 50%, thực lực chỉ còn lại có 1 thành. Tổn thất 70%, thực lực e rằng không đến 1%. Tổn thất 90% sẽ chìm vào hôn mê, đến cả ý thức cũng mất đi. Trong hôn mê lâu dài, có lẽ sẽ từ từ khôi phục, cũng có thể là từ từ không ngừng hao tổn cho đến lúc chết đi, tóm lại lúc này đã không hề còn sức phản kháng. Có thể đoán được, thần thể tổn thất ảnh hưởng tới thực lực kinh người ra sao tổn thất 59%, thực lực ta e rằng cũng chỉ bằng một nửa thành, hơi mạnh hơn phong vương cao cấp một chút. Trọng tiễn vương thấy La Phong đuổi theo, không khỏi cảm thấy lo lắng. Xoát, xoát, xoát. Cánh bạc trong không trung lưu lại ba đạo quỹ tích quanh co, lúc này đã đuổi tới gần trọng tiễn vương rồi, tốc độ hai người hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Trọng tiễn vương, chịu chết đi. La Phong đôi mắt lạnh lẽo. Nhân loại, đừng quá đáng. Trong tay trọng tiễn vương trở xuất hiện một cái cung lớn màu đen, và tạp với chút màu bạc một tiễn được gắn vào dây cung trong vũ trụ rất ít thấy cường giả dùng cung tên vì dùng cung tên không bằng dùng niệm lực khống chế binh khí tự nhiên nhưng những cường giả chính thức dùng cung tên cũng rất đáng sợ vì dựa vào lực đàn hồi của bản thân cung có thể làm sức mạnh cường giả được phát huy với biên độ lớn veo kéo cung bắn tên liên tục không dừng những mũi tên màu đen lẫn lưu quang màu vàng đất lướt qua khoảng cách vài chục km trời đất như tĩnh lặng rồi không gian vũ trụ trượt vỡ ra một vết nứt hiển nhiên uy lực mũi tên vô cùng ngưng tụ đến cả vết nứt bị xé ra cũng chỉnh tề như vậy song khi mũi tên lưu quang xạ dạ vào trên đôi cánh đang khép lại của la phong thì lại không thể dung chuyển lấy một cọng lông với hỏa thần nguyên tinh nổ tung mà vẫn có thể ngạnh kháng tự nhiên có thể dễ dàng đánh bạt mũi tên này người chỉ có cơ hội bắn tên lần này thôi hai cánh la phong rung lên hoàn toàn cận thân rốt cuộc không để cho đối phương có cơ hội ra tay nữa chết đi hai cánh la phong trải ra tay cầm độc ảnh chiến đao cánh chim và chiến đao đồng thời thi triển minh nguyệt sách la phong đã tự mình nghĩ ra tuyệt học có sức chiến đấu phong vương cao cấp nhưng khi dựa vào thí ngô vũ dực thi triển thì bao gồm lực không gian kỳ dị quy lực cắt xé rất mạnh lực công kích càng tăng thêm một tầng chỉ thấy đôi cánh bạc sinh ra lưu quang cắt thẳng qua chiến giáp ngoài thân trọng tiễn vương ngay sau đó độc ảnh chiến đao cũng đâm vào thần thể trọng tiễn vương cái gì trọng tiễn vương muốn né tránh nhưng lại tránh không khỏi vì cánh chim cắt đôi thần thể khi hắn cảm giác độc ảnh chiến đao nhập thể, rồi nọc độc phí ma xâm thực vào thần thể, hắn hoàn toàn khiếp sợ. Xé ra, hắn muốn phân tách thần thể ra. Ma vân, la phong làm sao cho hắn cơ hội? Vài chục sợi ma vân đằng từ vai xuất hiện, mãnh liệt bay ra, quấn quanh trọng tiễn vương. Trọng tiễn vương vốn tổn thất rất nặng, một đao la phong vừa rồi đã làm thực lực hắn một lần nữa giảm mạnh bảy tám phần, đến cả ma vân đằng cũng có thể cưỡng ép quấn chặt hắn. Quỷ dị nhất chính là trên ba sợi dây nhỏ của Ma Vân đằng lại quấn lấy ba mũi nhọn. Ba mũi nhọn này đang đâm thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương đang bị quấn chặt. Xi, si, xi, si, xi. Si. Lúc trước một cú, bây giờ thêm ba mũi đâm liên tục. Phải biết rằng trên ba mũi nhọn này cũng có nọc độc phí ma. Trên thực tế, La Phong đã chế tạo ra chín mũi nhọn như vậy. Mỗi mũi đều được bôi lên ba mươi khắc nọc độc phí ma. Mà Trọng Tiễn Vương đáng thương lúc trước đã tổn thất mất năm mươi chín phần trăm. Một đao cộng thêm ba mũi nhọn đâm vào làm thần thể trọng tiễn vương giảm mạnh tới 12%. Phốc, 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 phốc. ba dây leo cuốn ba mũi nhọn vội rút ra, sợ để quá lâu, trong cơ thể hắn sẽ độc chết trọng tiễn vương này mất. Ánh mắt trọng tiễn vương ảm đạm, ý thức trong nháy mắt tiêu tán, bị ma vân đằng quấn quanh, nhưng không thể nhúc nhích. Tuy nói thần thể khi tổn thất còn lại 10%, nhất định sẽ hôn mê, nhưng căn cứ vào ý chí cường giả khác nhau, có người thần thể còn lại 15%, 16%, vẫn bị hôn mê còn trọng tiễn vương hiển nhiên đã chìm vào hôn mê rồi hu la phong lập tức thu trọng tiễn vương đang hôn mê vào một chiếc nhẫn thế giới của mình nói thì dài chứ kỳ thực giao thủ lại cực nhanh những cường giả phong vương bàng quan cũng đã thấy trọng tiễn vương thực lực rõ ràng đã tổn hao rất nhiều từ tình hình giao chiến với tên nhân loại đó thì tựa hồ chiến lực không bằng một phong vương đỉnh cao nhân loại đó biểu hiện ra một sức chiến đấu cũng không đủ để làm cho đám phong vương phải hoảng sợ như vậy do đó rất nhiều cường giả phong vương mặc dù trong lòng lo lắng nhưng chỉ có một cố cực nhỏ bỏ đi còn phần lớn ở lại quan sát không gian liên tiếp chấn động các một nhóm phong vương theo nhau bay đến là một nhân loại là hắn nhân loại dương giết đoạt bảo tàng nhóm thứ sáu có tới 18 cường giả phong vương vừa mới tới đã thấy nhân loại dương bị trên 100 khác cường giả phong vương vây quanh họ làm sao biết được những phong vương khác tới trước hoàn toàn đã bị chấn nhiếp họ tới chậm một chút căn bản không thấy được cảnh lúc trước huyết thú vương đào tàu cũng không thấy được tình hình trọng tiễn vương bị giết chỉ cho là nhân loại đó bị vây một tên phong vương tham lam dẫn đầu sông lên hơn nửa nhóm cường giả phong vương nhất thời đều bộc phát ầm ầm một đám cường giả phong vương tham lam hoặc trước hoặc sau hóa thành những luồng lưu quang sáng chói bay thẳng về phía la phong đám ngu ngốc này không phải là chúng ngu ngốc nếu chúng ta không nhìn thấy huyết thú vương chạy trốn nhìn không thấy trọng tiễn vương chìm vào hôn mê như vậy chỉ cần thấy ở đây có một nhân loại e rằng cũng sẽ tiến công rồi dù sao chung quanh đều là cùng trận doanh có cướp được bảo tàng căn bản cũng không cần lo lắng người cùng trận doanh cướp mất ai nhanh tay sẽ có chậm chạp không còn gì những tên phong vương đứng ngoài quan sát âm thầm trò chuyện lúc này trạng thái phong tỏa không gian vẫn luôn được duy trì la phong cầm huyết ảnh chiến đao hai cánh màu bạc khẽ vỗ lơ lửng giữa không trung hướng mắt nhìn 18 bóng người đang xé gió tấn công tới gần trong số 18 cường giả phong vương này có hai phong vương đỉnh cao, 6 phong vương cao cấp, 10 phong vương sơ cấp, hoặc trước, hoặc sau trong nháy mắt xông vào phạm vi phong tỏa không gian. Ngoại tộc đáng thương, mượn các người lập uy nhé, la phong thầm nhủ. Giết! Giết chết nhân loại này! Cướp lấy bảo tàng tế tháp, 18 cường giả phong vương ai nấy tràn ngập sát ý vô tận, khí thế nghiêng trời, sức ép như núi, lao thẳng tới la phong. Chỉ thấy la phong rung mạnh hai cánh, hóa thành một luồng ảo ảnh quỷ mị vô cùng soát 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 ở giữa không trung chỉ lưu lại một quỹ tích quanh co đào quang đã lao thẳng tới một tên bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp toàn thân bất hủ ngoại tộc phong vương cao cấp đó thiêu đốt ngọn lửa vô tận đôi mắt cũng có ngọn lửa xoay vòng tay cầm xích sắt khổng lồ khi la phong vừa tới xích sắt trong tay bất hủ ngoại tộc bay thẳng ra xoay tròn quấn quanh la phong veo la phong đảo qua một luồng quỹ tích quỷ mị đồng thời độc ảnh chiến đao trong tay cũng vùng lên ngăn cản sợi xích đó rồi sau đó áp sát ngay trước người bất hủ ngoại tộc thì triển thẳng minh nguyệt sách chỉ thấy đao quang trói mắt màu bạc như sông dài xé rách cả không gian mãi hồi lâu mà không tiêu tan đao quang lập tức xé vụn tầng ngoài áo giáp bất hủ ngoại tộc liếm vào thân hình hắn vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đao lóe lên lưu lại 0,4 khắc nọc độc phí ma bất hủ ngoại tộc toàn thân bốc lửa phừng phừng đột nhiên hoảng sợ trận tròn mắt ngay sau đó rào ra tan vỡ rồi bị chôn vùi, hắn đã chết. Cái gì? Đã chết rồi. Phong Vương cao cấp sao chỉ trong nháy mắt đã bị đánh chết rồi. Đám Phong Vương ngoại tộc quan vọng từ rất xa ai nấy đều khiếp sợ, mặc dù trong số họ có rất nhiều người từng nhìn thấy Trọng Tiễn Vương bị đánh tới mức hôn mê, nhưng lúc đó Trọng Tiễn Vương vốn cũng rất suy yếu, họ cho rằng Trọng Tiễn Vương đã sắp lâm vào hôn mê rồi. Thứ hai, họ cũng đoán việc này có liên quan tới Ma Vân Đăng. Nhưng lần này, họ chính mắt thấy một luồng đao quang như một con sông đảo qua thân hình phong vương cao cấp phong vương cao cấp đã tan thành cho bụi hoàn toàn mai một nhưng lần này hoàn toàn là một phong vương cao cấp ở trạng thái tốt nhất hơn nữa mà vân đằng cũng không hiện thân trong điều kiện bình thường cường giả phong vương cực hạn mới có thể dễ dàng tiêu diệt phong vương sơ cấp còn phong vương cao cấp muốn dễ dàng đánh chết cường giả bực này là việc vô cùng khó khăn trừ phi là một cường giả phong vương tinh thông công kích linh hồn song công kích linh hồn vốn rất phức tạp khó khăn uy lực của nó rất kinh người cũng khiến cho sự khó khăn lên cao tới mức bất thường. Bình thường trong vài chục phong vương mới có thể ngẫu nhiên có một người chuyên tâm về phương diện linh hồn. Một đao của La Phong đã làm đám bất hủ ngoại tộc quan vọng, cùng với 17 bất hủ ngoại tộc khác đang xông lên tiến công đều khiếp sợ. Nhưng khi đã chiến đấu, 17 bất hủ ngoại tộc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nọc độc phí ma quả nhiên rất tốt, La Phong thu lấy những vật phẩm của tên bất hủ ngoại tộc vừa ngã xuống, đồng thời hai cánh lóe lên, bổ về phía một phong vương sơ cấp khác độc ảnh chiến đao vẻn vẹn chỉ chạm vào hắn một chút đã hao tổn ước 0,4 khắc nọc độc còn khi đâm thủng chiến giáp bất hủ ngoại tộc cũng hao tổn mất 0,2 khắc nọc độc chỉ có 0,4 khắc nọc độc là xâm thực được vào trong cơ thể bất hủ đó khuyết điểm của nọc độc phí ma là vô cùng rõ ràng bởi vì nó được cố định trên lưỡi dao cấp độ của chiến đấu giữa các cường giả phong vương binh khí va chạm là làm không gian nghiền nát uy lực mạnh hơn hành tinh va chạm không biết bao nhiêu lần loại va chạm này tự nhiên sẽ hao tổn nọc độc trên lưỡi dao do đó phương thức sử dụng nọc độc tốt nhất là như lúc đánh chết từ trung vương trước hết chấn vỡ thần thể đối phương làm cho đối phương không hề có sức phản kháng sau đó một đao đâm vào thần thể đã bị nghiền nát của đối phương không có chiến giáp ngăn cản lại không có binh khí ngăn cản thì làm gì được song muốn chấn vỡ thần thể đối phương lại quá khó khăn ít tiền dùng ít ba nghìn ức đơn vị hỗn nguyên có thể mua được một kg uy lực lại cũng không tệ có khuyết điểm cũng trong phạm vi chịu được. La Phong dễ dàng công kích phong vương sơ cấp, đao Quang như sông dài trói mắt lại lóe lên trên đầu tên ngoại tộc. Theo sau đó, một phong vương sơ cấp đã bị băng giải mai một, ngã xuống. Giết phong vương sơ cấp thật dễ dàng. Thực lực vốn kém hơn ta, khi phá vỡ chiến giáp hao tổn mất 0,3 khắc, 0,3 khắc khác hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể họ. Giết. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh YouTube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất la phong lại bổ về phía một phong vương cao cấp khác đao quang của la phong đích xác rất đẹp là tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra về phương diện vận dụng kỹ xảo thì đến cả hỗn độn thành chủ cũng phải tán thường bởi vậy có thể tưởng tượng chiêu này đẹp như thế nào một ánh đao như sông dài quét qua bầu trời một bất hủ ngã xuống những luồng đao quang như sông dài liên tục lóe lên lại một bất hủ cấp phong vương ngã xuống không có ai có thể ngăn cản mỗi một đao quang lóe lên đều đại biểu cho việc một bất hủ cấp phong vương ngã xuống. Vây công, vây công. Các bất hủ ngoại tộc chiến đấu với La Phong đều muốn vây công, nhưng tốc độ La Phong biến ảo quá mức quỷ mị, đánh cho 18 bất hủ liên tục ngã xuống, không có ai có thể đuổi theo La Phong, chỉ thấy hai cánh màu bạc xung động, tạo ra những luồng ảo ảnh quỷ mị, dễ dàng né tránh các phong vương khác, rồi bổ về phía mục tiêu của mình. La Phong chiến đấu với ai, tất cả đều do La Phong tự mình quyết định. Dao, dao, dao những luồng đao quang như sông dài đẹp động lòng người đồng thời cũng rít lên rất đáng sợ phong vương cao cấp phong vương sơ cấp là không có hy vọng việc tương lai đều vũ trụ chi chủ cứu sống chạy trốn chạy mau chúng ta không cản nổi đao của hắn đâu đao của nhân loại này thật là đáng sợ các phong vương khác lập tức bỏ chạy thế nhưng cho dù chạy trốn tốc độ của họ làm sao có thể nào so với la phong được chỉ thấy hai cánh màu bạc rung động thân ảnh la phong là xoay quanh những phong vương đang lẩn trốn một vòng rồi, ba ánh đao như sông dài lại lóe lên. Lại ba phong vương ngã xuống, rốt cục, năm bất hủ cấp phong vương, ngoại tộc cuối cùng hoảng sợ chạy trốn vào đám đông các bất hủ đang quan vọng xa xa. Trong hư không, Là Phong cầm huyết ảnh chiến đao, quét mục quang nhìn đám phong vương ngoại tộc đã đạt tới số lượng 200, cả hư không là một khoảng yên tĩnh, ai cũng bị cảnh vừa rồi làm khiếp sợ. 18 phong vương xông lên, chỉ còn 5 tên sống sót, trong số năm bất hủ ngoại tộc còn sống, có hai phong vương đỉnh cao một phong vương cao cấp, hai phong vương sơ cấp, 13 phong vương khác toàn bộ đã ngã xuống. 13 phong vương Trong lịch sử chiến trường diễm tế đại lục dài đằng đẵng, xác suất cường giả phong vương ngã xuống vốn cũng rất thấp. Việc một lần ngã xuống 13 người thì rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Lần trước xuất hiện một lần bão nổi làm vô số phong vương ngã xuống như vậy. Đó là đi ngược dòng lịch sử vài ước năm trước, có quỷ phần vương nổi lên. Quỷ phần vương cũng nhờ đó mà thanh danh lên cao, trở thành cường giả rất có thanh danh trong tỷ tỷ tộc quần trời có thể liên tục đánh chết nhiều phong vương như vậy à những phong vương cao cấp kia có người thực lực đã rất tiếp cận với phong vương đỉnh cao thế mà vẫn bị đồ lục giết chết đao pháp của hắn thật tuyệt mỹ quy luật tựa hồ rất rõ ràng rất tuyệt vời hơn nữa đao hắn không giống như quy luật không gian cũng không giống quy luật kim cũng không giống bất kỳ một loại quy luật nào khác họ không biết đường la phong đi chính là tu luyện đạo thần thú cũng chính là không gian kim dung hợp việc này trong vũ trụ rất hiếm thấy những phong vương ngoại tộc này chưa ai thấy cả sợ cái gì chư vị sợ cái gì một bất hủ ngoại tộc phong vương đỉnh cao thấp bé chuyển âm gầm lên chư vị chẳng lẽ không thấy sao nhân loại dương đó chỉ dám giết phong vương sơ cấp và phong vương cao cấp hắn lại chưa bao giờ ra tay với phong vương đỉnh cao đó là do thực lực hắn không đủ nếu không sao lại không động thủ như vậy phần lộng vương người chẳng lẽ không thấy lúc trước huyết thú vương chạy trốn trọng tiễn vương bị đánh hôn mê sao hừ cái này làm các ngươi sợ à? E rằng nhân loại đó đã thi triển ra một thủ đoạn át chủ bài mới có thể làm được như vậy. Dù sao mọi người cũng thấy rồi đó, thực lực chính thức của nhân loại đó hẳn là không tới phong vương cực hạn, có thể làm tới mức đó, khẳng định đã dùng thủ đoạn có giá cực cao. Những thủ đoạn đó thường có thể chỉ có một lần, chẳng lẽ còn có lần thứ hai sao? Hơn nữa, chúng ta đã tụ tập trên 200 bất hủ cấp phong vương, có khi nào ta trên 200 bất hủ cấp phong vương chúng ta lại bị một tên nhân loại làm cho sợ tới mức không dám động thủ. Muốn lên, người trên trước đi, đừng có mê hoặc các bất hủ khác ở đây đi chịu chết. Các cường giả bất hủ quan vọng bắt đầu tranh cãi. Đột nhiên một thanh âm vang vọng cả hư không. Chư vị bất hủ trận doanh tộc cơ giới. Thanh âm này làm tất cả các bất hủ ngoại tộc đều nhìn lại, tiếng nói đó là do cường giả nhân loại Dương bị họ vây quanh, chỉ thấy là Phong lúc này giáp bạc cánh bạc, cầm huyết ảnh chiến đao, mỉm cười nói. Mọi người cũng đừng lo cường giả phong vương cực hạn lợi hại ra sao chứ ta nào có thủ đoạn dễ dàng giết họ chỉ là cần bỏ ra một khoản tiền kha khá thôi tỉ như ta có cái này la phong lật tay trong tay xuất hiện một viên tinh thể mỹ lệ màu đen bề ngoài có vầng sáng đỏ rực cả tinh thể có mười nghìn không trăm tám mươi mặt cắt bề ngoài tinh thể có hoa văn quy luật giải rác tất cả các bất hủ ngoại tộc ở đây đều cảm giác được năng lượng làm họ ớn lạnh hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất ngàn ước đơn vị du la một viên có xác suất nhất định có thể làm cho một phong vương cực hạn ngã xuống, phong vương đỉnh cao nhất định sẽ chết. Trên 200 phong vương, ngoại tộc ở đây nhất thời ồn ào, thậm chí có rất nhiều bất hủ có vẻ hoảng sợ. Đây là hỏa thần nguyên tinh cao cấp nhất có thể chế tạo ra, uy lực lớn tới mức bất thường, một viên hỏa thần nguyên tinh này nổ tung ra, cho dù trên 200 bất hủ ở đây đồng lòng hợp lực ngăn cản, e rằng cũng phải ngã xuống chín phần, dù sao trong số họ không có lấy một người là phong vương cực hạn đối mặt với hơn hai trăm phong vương ngoại tộc đang bàn tán ồn ào la phong chỉ cười cười đồng thời thông qua vũ trụ giả định bắt đầu liên lạc với sát vật vương đồng thời cũng đóng phong tỏa không gian lại mình lần này chỉ cần lập uy cần chấn nhiếp những tên gia hỏa ấy để họ biết mình không dễ đối phó về phần đại khai sát giới mình tổng cộng có bốn viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lúc trước đã tiêu hào mất hai viên còn lại hai viên hơn nữa một hơi đồ lục sạch mọi phong vương trận doanh tộc cơ giới trên diệm tế đại lục tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều siêu cường giả trận doanh tộc cơ giới nổi điên một vài phong vương cực hạn rất có thể liên thủ tập kích cũng có khi có những cường giả cường đại có bối cảnh hoặc át chủ bài tới đối phó với mình vậy thì rất phiền phức chấn nhiếp là được ngông cuồng quá mà không đủ thực lực chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều phiền phức la phong thầm nghĩ còn thực lực ta bây giờ hiển nhiên còn chưa đủ muốn cứng trọi cứng với các bất hủ ngoại tộc cường đại nhất thì ta vẫn còn kém một chút hơn 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc vây quanh La Phong, làm sát vật vương vừa mới thuấn di xuất hiện một bên La Phong bị giật bắn cả người. Nhiều phong vương ngoại tộc vậy à? Sát vật vương bị dọa khiếp. Dương, chuyện gì thế? Đừng lo. La Phong trong tay vung vẩy hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất. Sát vật vương thấy viên hỏa thần nguyên tinh trong tay La Phong, cũng giật bắn cả người, lập tức đưa mắt nhìn hơn 200 bất hủ ngoại tộc, cũng đoán được một chút tình hình. Đám bất hủ ngoại tộc này e rằng bị viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất này dọa khiếp trong lòng hắn cũng không khỏi khâm phục La Phong. Dương, thật là gan lớn, quá điên cuồng, có thể trêu vào hơn 200 bất hủ ngoại tộc, cũng phải có kỹ năng mới làm được. Đi! La Phong truyền âm nói. Được! Sát vật vương lập tức dẫn La Phong đi. Giáo! Hư không tiêu thất không thấy, đã thuấn di đi rồi. Xa xa, hơn 200 phong vương trơ mắt nhìn theo La Phong và bằng hữu thuấn di ly khai, nhưng không có một ai dám ngăn trở họ hoàn toàn bị hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lấy mất dũng khí rồi. Hơn 200 phong vương, ngoại tộc đều bị chấn nhiếp, trơ mắt nhìn La Phong ly khai, nhưng họ lại không có ai cảm giác thấy mất mặt, vì sinh mạng rất dài làm họ trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử, họ sớm đã có những chuẩn tắc hành động nhất định, có lẽ đối với một người yếu mà có bảo tàng tế tháp họ đương nhiên sẽ cướp đoạt, cho rằng người yếu đó không xứng để có bảo tàng như vậy. Nhưng nhân loại lúc trước là người yếu sao? Trọng Tiễn Vương hôn mê, huyết thú vương chạy trốn, Tử Trung Vương ngã xuống, cùng với 13 phong vương cũng ngã xuống dưới đào hắn. Một loạt các chiến tích, trên 200 phong vương ngoại tộc ở đây ai có thể làm được. Mạnh thật! Quá lợi hại! Vừa rồi chỉ trong chốc lát, 15 cường giả phong vương toàn bộ ngã xuống, thật là đáng sợ. Tử Trung Vương ghê tởm, trước khi ngã xuống còn kéo chúng ta tới, căn bản là không yên lòng. Hắn biết rõ đến cả trọng tiễn vương, huyết thú vương cũng không đối phó được với nhân loại đó, còn kéo chúng ta tới, thật đáng chết. Từ Trung Vương chết tiệt. Một đám phong vương ngoại tộc giữa không trung trò chuyện với nhau, vừa rồi biểu hiện của La Phong đã hoàn toàn chinh phục được họ, cũng làm họ cảm thấy La Phong không hề nghi vấn gì là một cường giả chính thức, một tuyệt thế cường giả như vậy mà có bảo tàng tế tháp là việc đương nhiên. Cường giả như vậy mà không xứng có bảo tàng tế tháp thì trên 200 bất hủ cấp phong vương ngoại tộc này ai có tư cách đây? Nhân loại Dương này, tuy trên bề ngoài thoạt nhìn rất hạ mình, nhưng sự đáng sợ của hắn tuyệt đối không thua gì phong vương cực hạn. Sau này, trên chiến trường số 7 trong số các bất hủ ngoại tộc khó có thể chiêu vào, lại có thêm một cường giả nhân loại mới, Dương. Nhân loại này chẳng lẽ không có phong hào gì sao? Ta chỉ biết hắn tên là Dương, đích xác chưa từng nghe qua hắn có phong hào. Chưa từng nghe qua? Ta cũng chưa từng nghe qua. Đao pháp của nhân loại đó có thể nói là tuyệt mỹ, một đao xuất ra, đao quang ngưng kết thành sông, mãi lâu mà không tiêu tan, một sông đao đó xuất ra là một phong vương ngã xuống. 13 sông đao sáng chói trời cao, làm 13 phong vương ngã xuống, ta thấy cứ gọi là hắn Đao Hà Vương đi. Đao Hà Vương. Tên này không tệ, vừa nghe tên này, ta nhớ lại cái cảnh đó. Đám phong vương ngoại tộc chứng kiến lần đại chiến này trò chuyện thảo luận, đều cho tên cường giả nhân loại mà họ không phục đó một cái phong hào. Có lẽ, có vài cường giả được một vài thế lực siêu lớn bên mình phong hào, lúc được phong vương cũng ban cho một cái phong hào, nhưng cũng có những cường giả là dựa vào một vài sự tích kinh người hoặc có chiến tích làm cho các cường giả khác cùng nhận định ra một phong hào. Không hề nghi vấn, loại được các cường giả khác cùng nhận định truyền ra phong hào này có lực ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Trận phong ba vào Tàng Tế Tháp này cũng từ đó chấm dứt, còn trường phong ba này đã xuất hiện một cường giả nhân loại, Đao Hà Vương. Hắn đánh chết 15 cường giả bất hủ cấp phong vương bọn tử trung vương, đánh cho phong vương cực hạn trọng tiễn vương lâm vào hôn mê, đánh cho huyết thú vương chạy trốn. Chiến tích hiển hách như thế cũng làm cái tên Đao Hà Vương được truyền bá nhanh hơn. Thế giới giả định trận doanh tộc cơ giới, trên 200 bất hủ cấp phong vương và các bằng hữu của mình đàm luận về Đao Hà Vương, miêu tả sự lợi hại của Đao Hà Vương. Trăm truyền ra thành trăm vạn. Trận doanh trùng tộc, trận doanh nhân loại, trận doanh yêu tộc cũng rất nhanh nhận được tin, cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Tin tức chấn động như vậy tự nhiên là truyền bá một cách điên cuồng. Cái gì? Ngã xuống 15 cường giả phong vương. Trọng tiễn vương cũng bị hôn mê rồi. Hắn là cường giả phong vương cực hạn, sao có thể thảm như vậy chứ nhân loại đao hà vương đao hà vương quá lợi hại mạnh thế à còn huyết thú vương chạy trốn về căn cứ quân đội tộc cơ giới gần đó tự nhiên cũng lời bàn trong căn cứ quân đội tòa căn cứ quân đội tộc cơ giới là cái gần diễm tế đại lục nhất tự nhiên chuyển nhanh nhất thành tựu của đao hà vương một trận thành danh thì huyết thú vương hắn tự nhiên thành một bậc đỡ huyết thú vương sợ tới mức phải chạy trốn lời này sớm đã chuyển ra từ lâu rồi khốn khiếp huyết thú vương giận tới mức nghiến răng tên nhân loại đó căn bản là dựa vào hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nếu không dựa vào hỏa thần nguyên tinh hắn làm sao là đối thủ của ta chứ khốn khiếp thật khốn khiếp huyết thú vương gầm lên trong lòng đồng thời hắn cũng nhận được một vài bằng hữu hỏi thăm thậm chí một vài tin nhắn hỏi hắn chuyện gì thế điều này làm cho huyết thú vương rất khó chịu thần thể ta bị hao tổn nghiêm trọng tổn thất rất nhiều nếu tiếp tục ở lại chiến trường ngoài tinh vực địch nhân của ta khẳng định sẽ thừa dịp giai đoạn ta suy yếu mà đối phó với ta, thôi, trở về thôi, trở lại tộc quần, lo dốc lòng khôi phục, huyết thú vương thông qua truyền tống thông đạo của căn cứ quân đội, đến lãnh thổ quốc gia của tộc cơ giới. Ở một chỗ bí ẩn trong lãnh thổ tộc cơ giới, trực tiếp thần quốc truyền tống về tới thần quốc. Thần quốc mênh mông, vô biên vô bờ. Hoanh, thần điện lơ lửng ở nơi cao nhất cả thần quốc, đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt, huyết quang vô tận bao phủ cả thần quốc. Trong thần điện trung tâm thần quốc, huyết thú vương ngồi trên vương tọa lắng nghe lời chào mừng của tộc nhân vô tận trong thần quốc phát ra từ linh hồn không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ vốn tâm tình đang rất bực mình bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi vèo xa xa một luồng hào quang bay tới sau đó lại một luồng hào quang khác xé gió bay tới toàn bộ bay vào trong thần điện chỉ một lát sau đã có chín thần linh bất hủ đứng trong thần điện chín thần linh bất hủ đều bị khống chế linh hồn tự nhiên đều tuyệt đối thần phục huyết thú vương nhưng trong chín bất hủ vẹn vẹn chỉ có hai người là tộc nhân đồng tộc của huyết thú vương những người khác tất cả đều là bất hủ ngoại tộc chín bất hủ vẻn vẹn chỉ có một phong vương những người khác đều là cấp phong hầu chủ nhân chín bất hủ cung kính khom người từ nay trở đi ta sẽ ở lại thần quốc rất lâu ước năm sau sẽ quay trở lại lãnh địa của ta do ba nạc nhĩ giúp ta quản lý gia tộc thanh âm huyết thú vương rất lớn vang vọng cả thần điện cao lớn cả vạn km dạ chủ nhân Sinh linh có cái đầu họ nhà rán cung kính đáp. Chủ nhân, thương thế ngài. Dưới trướng có một nam tử một mắt lo lắng hỏi. Các người đều lui ra đi. Huyết thú vương trầm giọng nói. Dạ. Chín bất hủ cung kính khom người, lập tức đều lùi ra ngoài. Cả thần điện chỉ còn lại có huyết thú vương trên vương tọa. Huyết thú vương lúc này đã bình tĩnh lại, lầm bầm nói. Đao Hà Vương. Hắn mặc dù tức giận không cam lòng, nhưng hắn cũng công nhận Đao Hà Vương là một đối thủ đáng sợ phi thường có thể xuất ra hai viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Ít nhất toàn bộ tài sản của huyết thú vương cũng không đủ để mua hai viên hỏa thần nguyên tinh, hơn nữa lại kháng cự được trong vụ nổ của hai viên hỏa thần nguyên tinh. Chỉ cần hai điểm này cũng làm đao hà vương vô cùng đáng sợ. Người lặng lẽ vô danh. Trận này là người thành danh, ta thành bệ đỡ cho ngươi Nhưng ta biết, phong vương mà có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung tuyệt đối không chỉ có thành tựu ở mức này. Huyết thú vương lặng lẽ nói trừ phi ta có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, nếu không cũng khó có thể so sánh với ngươi. Ước năm sau, ta sẽ quay trở lại. Ầm ầm. Cửa thần điện đóng lại, huyết thú vương bắt đầu kiếp sống tu luyện cực dài. Kỳ thật đối với huyết thú vương và một vài siêu cường giả cùng loại, họ có tuổi thọ rất dài, tựa như chân diễn vương, một ức đối với tuổi thọ họ cũng chỉ là một thời kỳ ngăn ngủi thôi. Cửa thần điện đóng lại, tiềm túc năm, đối với rất nhiều cường giả cổ xưa cũng là một việc rất bình thường. Vũ trụ sơ khai, trong hỗn độn thành, chân diễn vương vẫn luôn chú ý tới sự trưởng thành của La Phong Khi nhân loại dương bộc phát, giết chết 14 phong vương, đánh cho trọng tiễn vương hôn mê, huyết thú vương chạy trốn Chiến tích biêu hãn như vậy lấy được danh xưng đao Hà Vương Bắt đầu chuyển bá giữa vô số tộc quần, chân diễn vương tự nhiên được biết rất nhanh Quả thực khó tin Cho dù đã chỉ dùng vô số bảo vật, nhưng La Phong dù sao cũng chỉ là một giới chủ Làm sao có thể mạnh tới như vậy đến cả phong vương đỉnh cao cũng đánh chết được đến cả phong vương cực hạn cũng bị đánh tới hôn mê trần diễn vương hơi lờ mờ bất luận nguyên nhân gì thì sự thật la phong cũng chỉ là một giới chủ phải biết rằng rất nhiều bảo vật đối với người sử dụng cũng có yêu cầu rất hà khắc thực lực không đủ cũng rất khó phát huy được chiến lực như tướng giáp yêu cầu tố chất thần thể gấp trăm lần lực giới chủ mới có thể hoàn toàn thôi động la phong cũng đã trở thành hắc vũ giả thêm vào tu luyện bí điển vô danh tới tầng thứ hai rồi thêm thú thần biến mới cuối cùng có thể sử dụng được tướng giáp. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù có bảo vật cũng rất khó phát huy ra hết chiến lực. Trần Diễn Một luồng thanh âm vang dội vang lên trong óc chân Diễn Vương. Trần Diễn Vương cả kinh. Lập tức cung kính đáp. Hỗn độn thành chủ. Tin tức La Phong là đao hà vương là tuyệt mật, tuyệt không thể ngoại truyền. Thanh âm vang dội tiếp tục vang vọng trong đầu chân Diễn Vương. Dạ. Còn trong hỗn độn khư, giữa những thi thể ngoại tộc vô cùng vô tận giải rác, hỗn độn thành chủ khoanh chân ngồi giữa đống hoang tàn yên tĩnh la phong mặc dù dựa vào hòa thần nguyên tinh chất độc phí ma thí ngô vũ dực nhưng hắn dù sao cũng là giới chủ hơn nữa vẫn dùng thân thể người địa cầu lại có thể làm tới bước này hỗn độn thành chủ mặc dù cũng chú ý tới la phong nhưng dù sao hắn cũng là người đứng trên đỉnh cao tộc nhân loại có rất nhiều đại sự tộc quần liên lụy tới hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu khác hắn nhiều nhất chỉ thỉnh thoảng chú ý tới la phong thôi hắn hiểu rõ vũ trụ rất công bình một giới chủ cho dù tìm được rất nhiều bảo vật nhưng có thể phát huy được bao nhiêu chiến lược chứ đánh cho phong vương cực hạn phải hôn mê đây là việc khó khăn như thế nào có liên quan tới vương giáp của diễm thần tộc nhưng không nói về bí pháp sử dụng vương giáp của diễm thần tộc chỉ cần yêu cầu về thần thể cũng vô cùng hà khắc bình thường phong vương sơ cấp mới có thể hoàn toàn phát huy được vương giáp đệ tử ta bản tôn người địa cầu chẳng lẽ có thể phát huy chiến lược vương giáp sao hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói xem ra phải tìm một thời gian nói chuyện cẩn thận với hắn Đao Hà Vương Giới chủ, có thể có được danh hiệu Phong Vương, cũng rất thú vị. Hỗn độn thành chủ lập tức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều về La Phong nữa. Hắn bây giờ dành sự chú ý cho bản tôn đang ở hiểm địa. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.